Sao mà mày yên tâm mày? Ba cho mày vô đi. Nó mang mày. Đi đâu lẹ vậy? Từ từ chụp cái coi. Đó, ngắn. Mẹ ơi, cha này nè. Cái này nó nhỏ lắm. Nó đây nè ha. Nè trái đỏ kìa, dính đỏ rồi. Ừ. Mẹ hái con cầm. Ôi, nhỏ nhỏ nó bự bự đi, từ từ đó mẹ coi để mẹ coi. Ừ đó rồi. Rồi đi đi lên. Chưa bự mẹ. Cái này nó được. Chưa chín lắm. Chín. Khi nào thấy? Con thử đi. Ăn không? Bự nhỏ nhỏ. Để ăn thử đi. Được hả? Đi quá không mẹ ơi, đi. Sao mà thấy. Nhớ này nè. Mẹ, có dâu chín đây nè. Nếu mà nhìn là mình mà không hái được thì em hái cùng đó. Dạ, nhà nào mà không hái được thì em hái cùng. Mua đây con chín vậy. Cầm tay nha, hái bỏ vô bịch. Ê, trái trong đây nè ha. Có nhiêu? 300 miếng lưỡi nha.